nè. www.radiohc.cu. Hello, everyone, and welcome to Radio Havana Cuba's English language broadcast for this Saturday, May the 26th. I'm your host, Ed Newman, and I'm joined here in Studio 6 today by Lena Valverde and Lauren Gomez. How are you doing today? Fine, thanks. Good for Saturday. I'm doing good, too. Good. Stay with us over the next 60 minutes for our program today, about 59 minutes and 20 seconds. We absolutely guarantee that you will love our programs today. Well, at least 32 of the dead. Winds around Timmins, Ontario, dropped today to make the best reporter followed up with nothing to fire through. The winds also. That is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the... There's another one, same thing, similar. Join us now for our Family Bible Reading Fellowship. Lúc đó đánh hát con tầm đã đổi bảng hiệu là Đoàn Việt Kịch Nam Châu. Lúc này đoàn có thêm các nghệ sĩ Văn Lang, Hoàng Tinh, Ngọc Đán, Thừa Kế, Văn Lâu, Băng Thâu, Sóng Thời. Ngày tôi về, Đoàn Việt Kịch Nam Châu bắt đầu diễn các tuồng Dân Chúng Trước Pháp Luật, Tuyết Băng và Bạc Lực, Cách Lan Phương Tử, Gió Ngược Chiều. Anh Nam Châu thích tuồng từ các sách truyện của Pháp để ăn chị thể cải lương và bắt đầu khai sáng trào lưu cải lương thật và đẹp. Một lần thấy tôi mân mê cuốn tuồng của anh mà tìm những bài bản rạch nhịp rồi lầm bầm ca. Nam Châu hỏi, tiếng nó có cách viết tuồng không?